bên hai cái lọt hàng có thể cá kho bầu. Cá kho bầu quý vị, cá là có cá cá lóc với cá rô, kho bầu. Và cái cá bên kia là kho, cá kia là kho nó kho hầm kiểu kho nước dừa đó. Dạ. Cái này là kho bầu, của cá kho lạc là cá này. Dạ. Vậy là chú tới ba món cá kho là chú. Rồi, ba kho, bốn kho là kho tiêu nữa. Dạ. Đây là kho lạc và ăn dưới sợi sống luôn nè quý vị. Ở đây là món kho chú tới mấy món nữa? Bốn món kho. Bốn món cá kho. Đây cho con thử cá. Cá này là cá ba sa. Cá ba sa dạ. Dạ. Cá ba sa. Bên đây là kho thịt kho hột vịt. Hết là chú kho thêm mà. Kiểu gì em? Với cơm heo quay thêm một cái cá kho tiêu không kèm. Đây là gì? Này heo quay kho dưa cải. Dạ. Một phần dưa. Với cơm 35.000. Dạ, 35.000. Nhiều phần như đó quý vị. Ở đây nó có hồi râm. Thịt dạ, nó ngon lắm. Cá nuôi hầm nó hồi râm. Dạ. Kiểu như người ta nuôi đó cũng như là dưới sông rồi. Dưới sông nước nó thông thường. Nước dưới sông không à? Ừ. Nó cho ăn thức ăn không ạ? À? Dạ, nuôi hầm là nó khác đúng không chị? Ôi, ôi. Này là chú Quyền đang kho cá he với cá linh hả chú? Dạ, cá trần vinh. Chứ mùa này mà con tưởng đâu cá linh bự chứ. Dạ. Dạ. Ôi, ôi, cái tủ đồ của chú đó quý vị. Chú sửa soạn xong hết trơn rồi đó. Báo xin chào buổi trưa cùng toàn thể quý vị nha. Trong buổi trưa ngày hôm nay là tôi sẽ mời quý vị cái ghế xanh đó con. Thưởng thức một cái quán cơm phần ở tại thành phố Châu Đốc quý vị. Phá cửa là nên quán con. Cơm phần rất là nổi tiếng ở tại trung tâm của thành phố Châu Đốc. Hả? Trên đường Thủ Phan Nghĩa nha quý vị. Hôm nay ông tôi sẽ mời quý vị. Biết nữa chắc đi qua bển rồi con. Phá cửa là đi nghe. Phá lên. Chú để lên gì đó quý vị. Chú lu bu. Chú đợi lên chú kho xong một buổi quán. Dạ con chào chú Quyền. Dạ. À. Giới thiệu vị đây là chú Quyền là chủ quán cơm phần ở tại thành phố Châu Đốc. Chú cho con hỏi quán cơm của mình ở đây mở bán được lâu năm chưa chú? Bán được ba mấy năm, gần 40 năm rồi. Ba mấy năm. Đó là kia giờ lại đây rồi. Ba mấy 40 năm rồi. Dạ, 40 năm. Ba mấy năm. Là đây bán đồ đồng không à? Dạ, đồ đồng không hả chú? Rồi. Lúc đầu tiên là chú cũng bán cho đến bây giờ rồi. Tới bây giờ luôn là mấy chục năm rồi. Dạ. Chú 60 tuổi rồi. Dạ. Ba mấy năm. Vậy là chú bán lúc đó là chú còn thời trai trẻ luôn. À. Mà bây giờ tóc đã bay màu quý vị. Hãy hổng thưa có sẽ mời quý vị cùng vào trong để tham quan cái những món ăn của chính tay chú Quyền ở đây nấu hết trơn luôn hả chú? Nhà nấu không à? Chú có thể giới thiệu dùm con những món này là thịt kho măng, cái này là cá kho bầu. Dạ, dạ, cá lóc, cá rô, kho nụ dưa. Ở đây là thịt kho măng đúng không chú? Ừ, ba gọi kho măng. Ba gọi kho măng nha quý vị. Một phần gì là chú bán nhiêu tiền phần chú? 30.000. 30.000. Cơm dĩa đó. Bây giờ ngon lấy cái dữ lắm luôn á. Cực kỳ ngon luôn. Và đây là cá rô, cá lóc kho bầu quý vị. Cá lóc kho này là kho kho nụ dưa. Kho dưa hấu non đúng không chú? Rồi, rồi, nụ dưa. Dạ. Đầu cá lóc. Thơm quá thơm luôn rồi. Dưa hấu non cái vị thơm lắm. Nhìn tưởng nó là kho bầu, nó cũng giống giống vậy đó. Nó nước vậy đó. Đây, ở trên đây cái món này mới hấp dẫn nè. Cái món này nãy chú Quyền nói là cá trần vinh với cá linh. Cá trần vinh với cá linh trà đó. Dạ, cá linh hả chú? Rồi. À, mùa này cá dở trà chú, cá linh dở trà quý vị. Cá là cá dở trà. Dạ. Chứ mùa này thường là cá nhỏ đúng không chú Quỳnh? Chưa có, sắp chưa sửa có rồi, chưa có cá linh non. Chưa có cá linh non. Cái này là cá dở trà. Cá dở trà quý vị. Cá dạng như cũng ở sông đó. Ở sông mà đều người ta đặt trà đó. Đặt trà dạ, tới mùa người ta mới dở. Dạ. Quý vị nhìn này. Món đặc sản miền Tây không á. Đây là thịt kho quý vị ha. Rồi có là khổ qua à, món đặc sản là món này nè. Dạ. Mắm chưng. Đây, đây là mắm chưng là món đặc
sản ở quán chú Quyền quý vị, mà cũng là một món mắm chân, là cũng là một món gọi là đặc sản của thành phố Châu Đốc luôn. Nói về mắm, có mắm chừng với mắm kho mà bữa nay không có kho rồi. Dạ, bữa nay không có kho rồi, bữa nay có chân luôn rồi. Đây nè, mắm này mình ăn mình mới cảm nhận rõ hơn. Để nhìn ở ngoài là chú để tiêu lên nè, rồi để hộp vịt ở trong đó, thịt sẽ ra thế. Trong là thịt. Dạ, thịt chút bằm, xíu nữa thịt bằm với thịt bằm hả chứ với mắm rồi đó, thịt với mắm hộp vịt. Hộp vịt. Dạ, đây là heo quay kho quý vị, heo quay kho cải, heo quay kho dưa cải. Cái này là ớt xào sơ ớt nè, cái đó bò. Ôi, ớt xào sơ ớt nè, quá hấp dẫn rồi. Phía bên đây là hồ vô trong quay lên mới được. Cái đó gan xào thập cẩm. Gan xào thập cẩm, dưa leo đồ đó hả chú? Sang gió đồ đó. Đây là tôm ghim chú. Cái đó tôm kho tàu. Tôm kho tàu. Ở bên đây là thịt bò luôn nha quý vị. Cái đó bò xào củ hành. Dạ. Lót cải xe lách. Thường khách cũng như là người Khmer thích ăn cái món bò này lắm hả chú? À, thích, thích. Nó đủ thứ chân nó ăn. Dạ. Cá kho lạc rồi đủ thứ đó. Dạ. Nó lợi dụng 30.000 cơm kho tàu với 30.000 cá kho ba. Khách mua đồ ăn không à? Chưa tới giờ cơm chút xíu đông lắm. Dạ. Đây là 30.000 tôm kho tàu nha quý vị. Quá hấp dẫn rồi chú ơi. Hôm qua có gò gỏi gì nữa không? Có thịt kho măng nè, kho tàu hũ. Cái này thịt kho tàu hũ nè. Bên đây là cái cá gì nha chú. Tư ngàn cho thêm miếng cá kho tiêu đi. Cho thêm khứa cá kho tiêu nè. 20.000 mà cho thêm. Rồi, rồi lấy cục cá kho tiêu nữa. Rồi đó, 2 chục. Như là 2 trong 1. Cách đây mua đồ ăn. Cái này là cá đồng không nè. Cũng... Cái này đồ đồng không. À. À. Như là mấy chục ha? 30 mấy? 80 chứ. Rồi sợ là 20. Em đi ngoài đấy cũng biết 80 nó già rồi. Tôi lo nó không, tôi quên chứ. Dạ. Nè cái này dồn thịt sốt cà nè, đồ mới lên nè, để chú để cho người dùng. Món này là món tàu hũ dồn thịt sốt cà. Dồn thịt sốt cà. Thịt với chả bằm. Dạ. Thịt bằm. Quyền ở đây làm là tỉ mỉ từng chút luôn á. Năng niu cái thao đồ ăn quý vị, từng món ăn mà thấy là chú là nếu mà chú làm gì là đồ ăn là cũng sắc sảo lắm, chú năng nêu từng món ăn. Đây chú sẽ là tiếp tục vài nè quý vị. Cá kho bầu. Cá kho bầu quý vị. Cá là có cá. Cá lóc. Cá lóc với cá rô. Cá lóc với cá rô kho bầu. Và cái cá bên kia là kho. Cá kia là kho nó kho hầm kiểu kho nước dừa đó. Dạ. Cái này là cá kho hàm. Bầu của cá kho lạc là cá này. Dạ. Vậy là chú tới 3 món cá kho là chú. Rồi, 3 kho, 4 kho là kho tiêu nữa. Dạ. Đây là kho lạc và ăn dưới sợi sống luôn nè quý vị. Ở đây là món kho chú tới mấy món luôn á? 4 món kho. 4 món cá kho. Là cho con hứa cá. Cá này là cá ba sa. Cá ba sa dạ. Cá ba sa. Phía bên đây là nồi kho thịt kho hộp vịt. Nhỏ nhỏ vậy đó. Hết là chú kho thêm mà. Kiểu gì em? Với cơm heo quay thêm một khúc cá kho tiêu cũng được. Đây là gì? Này heo quay kho dưa cải. Dạ. Với cơm 35.000. Dạ, 35.000. Nhiều bằng gì đó quý vị. Đó, 35.000.
Đây là cá kho tiêu. Kho tiêu này là ăn bổ sung thêm nữa hả chú? Ăn cái này ăn cơm với canh hủ qua cũng được nè. Kho tiêu đây này, em quay cái này mới ngon nè. Có đùi gà chiên nước mắm, cái này sườn ram. Chảo cá lóc kho tiêu nè quý vị. Trời ơi. Cá lóc đồng. Nhiều kho lắm. Đây là chú làm rất là nhiều món kho luôn. Tại ở đây là cũng như là khách thích ăn món kho nhiều rồi chú bổ sung chú thích làm. Ăn cá. Dạ, thích ăn cá. À, ở chợ này khách ăn cá. Ở quê nó thì nó có cá nhiều nó ngán ăn thịt. Dạ. Ở chợ này người ta thích ăn cá. Dạ. Cá. Ở chợ mình nhầm cái ăn thịt hoài ngán. Ừ. Ở đây thì khách thích ăn cá nên chú Quyền sẽ gọi là kho cái giá cá và làm những khẩu phần cá nhiều với từng giá cá chiên một cái kho. Đặc biệt ở đây ông có khó thấy là chú kho cá cái gì đó hấp dẫn lắm đi được. Dạ bởi vì là mình chiên ở bếp ở nhà rồi mình đem qua đây con hả nóng nhà để đi tôi bưng cho trời ơi mới đổ hết. Nhà cũng ở gần đây hết con kế bên. Dạ đá dưới hẻm. Dạ. Chú làm xong thì bên đây có chị gái là sẽ cho đồ xào rau vào. Dạ, ôi ôi cái nồi nè quý vị, chú nhắc xuống cái này đó. Nhắc xuống nóng hổi. Nóng nóng rồi. Dạ, nóng hổi vừa khỏi vàng. Cái món khác lên thầm tiếp. Lại con lại lại luôn. Thôi nhắc nồi canh qua đi con. Quay móc chân. Này qua đây quay nó mới đẹp chứ. Quay lưng ra. Dạ. Đây là sườn non xào gừng hả chú? Ờ. Thịt heo á. Chú cho lên miếng ớt kia đó. Cái gì? Lúc này lượng khách bắt đầu đông mấy bình. Cơm thì lúc nào cũng nóng hổi hết trơn quý vị. Ôi quá xá rồi. Đây là một phần đây hả chú? Hai phần. Hai phần, dạ. Này 100 ngàn. Này dĩa 50 ngàn. Dạ, dĩa 50. Cảm ơn chú. Nồi cơm bự bự không? Rất nhiều nha quý vị. Đây là cũng khoảng 6-7 con á. 8 con. 8 con chú. Dạ, à. Có bự có nhỏ. Mỗi tôm đó là tôm đồng. Ê, tôm sông. Tôm sông luôn không chú? À. Bởi vì con nó không có đều. Con thấy con nhỏ con bự á. À, tôm thường sông. Tôm sông tôi đánh bắt đâu có đều đâu. Ừ. Có nhỏ có bự vậy. Thường thường á là tôm sông thì các cô chú đánh bắt á. Cái lần bán thì con nhỏ có bự. Còn ở dưới mười mấy món nữa, 6-7 món nữa. Dạ. Chưa có lên kịp đó. Cái này là thêm hay sao chú? Cái này ăn thêm. Cái này dĩa cơm. Cái thêm mắm thêm chân. Dạ. Rồi, cái này dĩa cơm 35 ngàn. Dạ. Đây. Như vậy nè quý vị. Là 35 ngàn nè. 10 ngàn. 10 ngàn mắm chân nè. Là thịt nó trong không nè. Món này là đặc sắc ở quán nè. Rồi. Là mắm chân. Rồi, cái này là đặc sản Châu Đốc. Dạ. Mắm chỉ chú quán như vậy là chỉ có 10 ngàn. Cái này thêm 10 ngàn nè. Trời ơi, rẻ quá. Ừ. Dạ, cảm ơn. Cái kho gì đó mới ngon đó. Cái này cũng cá sông nữa nè. Dạ, cái này cá sông luôn hả chú? Cá ta nuôi bè đó. Dạ, nuôi bè dưới sông đó. Ờ, nuôi dưới. Dạ. Sông. Nó không có hơi rong. Dạ. Cá hầm nó hơi rong đó. Tại vì cá này thì có gọi là người địa phương ở đây á nuôi bè ở dưới sông rất là nhiều quý vị. Chú chia sẻ là nuôi bè ở dưới sông thì nó không bị hơi rong nhiều hết chứ. Ờ, nó đâu có hơi rong. Thịt. Dạ. Nó ngon lắm. Cá nuôi hầm nó hơi rong. Dạ. Kiểu như người ta nuôi đó cũng như là dưới sông rồi. Dưới sông nước nó thông thường. Nước dưới sông không à? Ừ. Nó cho ăn thức ăn không à? Dạ, nuôi hầm là nó khác đúng không chị? Dạ. Như cá hầm khác, cá bè khác chứ gì. Cũng đồng thời là một loại cá nhưng mà nuôi ở dưới sông. Dưới nuôi ở cá đồng là cá thiên nhiên đó. Bè với nuôi hầm. Dạ. Ở đây con thấy chú Quyền bán cũng nhiều loại cá đồng quá chú Quyền ha. À.
có cá lóc này là cá lóc đồng đó. Chú bán cá lóc đồng luôn hả chú? Cá lóc đồng. Vậy con nhìn cái khứa cá cũng không có đều luôn. Khứa nhỏ, khứa bự nữa nè. Khứa tại khứa chút giữa thì nó bự, cái đuôi thì gần đuôi nó nhỏ. Dạ dạ. Có con lớn chắc, con nhỏ nữa. Dạ, có con lớn. Cái đâu có đều con. Dạ. Có loại con lớn thì khứa lớn, con nhỏ thì khứa nhỏ. Dạ. Đây ông có quay ngang cái món ăn của chú nha quý vị. Chú quán bây giờ cũng ngoài gai đó. Thơm phức luôn. Chú quán chừng cũng giờ cao điểm là 11 giờ. Dạ, 11 giờ. Bán có 1 buổi 1 à. Buổi chút xíu là hết đi vậy. Nên cá chú chiên nhiều đó là hồi cắt lại là hết trơn rồi. Còn chiên ở dưới nữa đó. Còn ở dưới chiên nữa ha chú. Chiên từ từ đem lên. Dạ. Thì chú Quyền chia sẻ đó quý vị. Thì ở đây á, lượng khách gọi là ăn cá rất là nhiều, rất thích ăn cá. Ở thành phố Châu Đốc á thì thường ta ở chợ á, ở chợ người ta thích ăn cá chú ha. Dạ. Nếu người ở thôn quê thì người ta ăn ngán rồi. Dạ. Ở chợ này thì nó không có thôn quê cá. Nhiều khi mình ở nhà mình đánh bắt, mình mò, mình nuôi được đó. Ừ. Nuôi hầm rồi đó, ăn giết ngán. Ở chợ thì lại ngược lại. Đây là cá thường quý vị, cá biển mới chiên không, cá chiên thì chú để ngoài nè, còn chiên trong nhà nữa. Ở đây chú Quyền xài đũa là cũng đũa xịn luôn nha, cái đó đũa cho mang về đó ăn đó, về đũa tốt luôn á, đây nè, cái đó mua đem về, đũa đem về. Làm cho nó nóng là ngon. Chảo nào nguội là chú sẽ đưa lên chú hầm. À. Hào hào. Đây là ếch kho ngại nè. Ếch xào xả ớt. Xào xả ớt hả chú? Ừ. Con tưởng nó kho ngại chứ. Xào xả ớt. Dạ. Đây là chú bán cái đùi bự bự không ha. Nguyên con luôn á chú Quyền. Nguyên con. Dạ. Chặt ra xào. Dạ. Có đùi bự rồi có gọi là cá lưng quý vị. Hay có nhiều khi kho cá chốt rồi. Dạ. Kho đủ thứ chứ á, đổi đuổi vậy là món chú cũng đổi liên tục. Ờ, đổi liên tục. Nhưng mà những món nào gọi là món này sẽ... chỉ heo quay với ếch đó, với sườn đùi gà, gà xào mặn, cá kho tiêu, mấy cái này thì nằm im gu. À. Dạ. Thịt kho măng, kho tàu hủ, còn mấy cái kia thì xào đồ ăn ta thêm đó, tôm. Dạ. Rồi đổi liên tục hả chú ha. Ừ. Dạ. Thì ta ăn không có ngán. Dạ, cái này không ngán. Có hủ qua nếu xào trứng đó. Nếu mà khách hàng mà đúng ra mà ăn hết trơn cái món của chú là khoảng chừng cỡ nửa tháng mới quay lại ăn lại. Ăn mỗi ngày luôn, không có ngán. Dạ, luôn. Chú. Đổi món hoài. Đổi món hoài. Dạ. Nấu canh chua, canh hủ qua. Dạ. Đủ mà, chở buổi hoài à. Dạ. Nếu mà tính ăn một là... năm chưa ngán nữa. Dạ, một năm chưa. Dạ. Hủ qua xào trứng đó. Ngán nữa. Đó, món chú đổi món hoài à. Cơm là phải vậy đó, nhiều món mà còn đổi hoài luôn. Dạ. Ếch ha. Cách mùa ếch 30 quý vị. Dạ. Hai bọc để trước mặt. Dạ có, gà xào với sườn non luôn. Hai bọc hả con? Dạ. Đưa ra là lấy tiền. 30.000 đồng hết đó quý vị. Ở đây khách mua đồ ăn về
về cũng rất nhiều. Tiếp tục là 30.000 hết nữa. Này gà xào mặn. Dạ, gà xào mặn. Này 30.000 nha. 30. Bốn mừng chắc bổ sung thêm hai cứ cho do thêm cái đầu đi con nè nè cho thêm cái này đi dạ. Ba đứa hết thầy bây giờ có ba đứa cháu ngoại dạ chứa được ba người con gái dạ. Ba đứa cháu ngoại ba đứa cháu ngoại con đứa mới gả này chưa có hai dạ. Đứa kia là ba đứa vậy là con gái chú nói nghẹt chú hả chú Huyền biết nói không nó hên xui á dạ này cực quá em ơi cực quá chú nó làm sao không nổi á dạ nhiêu anh chú rất là khéo léo luôn á chú làm hết trơn mấy món ăn này chú nêm nếm trơn hả chú này thịt kho hột vịt dạ. Chú nấu bây giờ chú dạy cho cái người kia đó nó nấu rồi chú vậy đó dạ. Lớn tuổi rồi chú à, chú cũng làm lặt vặt chú ra món không à dạ. Cái đó cá ba sa đó anh muốn xả chiên 20 thôi 25 lần á khách mua 3 khúc luôn hả chị dạ đúng rồi khúc gì là mình bán nhiêu khúc chị dạ khúc 10.000 dạ khúc 10.000 bự luôn á dạ đúng rồi khúc gì là 10.000 và chỉ có bổ sung thêm là ở đây là bí đao hả chị dạ đúng rồi cái này có canh bí đao cái khổ qua dồn này là chỉ dồn thịt với cả cá với chị khách ở đây thì cứ chọn món mấy vị toàn là món ngon không chú Huyền đổi món liên tục luôn á đặc biệt là cá kho mấy vị chú kho rất là nhiều loại cá đây là cá ba sa nè lúc nào chú cũng đun nóng hết trơn á chảo nào nguội là chú đun nóng một cái dĩa thịt heo quay nè quá hấp dẫn á heo quay kho với cải á chị món này là chú bán nãy giờ lưng hết phân nửa rồi đó đây là ếch đùi bự hết đồng luôn á chú ơi dạ dạ ếch ếch này ếch nuôi phải không chú dạ chú bán dạ chú bán có sao là chú nói vậy vậy lao động trong 30-35 nữa đó. Dạ. Cũng rồi mắm kho, có lúc kho mà không có lời. Dạ. Kho nếu mà kho mà đúng kho mắm á. Đúng rồi mới ngon. Đúng kho mắm á là chú nói là một phần là 30 là ít là ít hả chị? 50.000 mới được á. 50 mới được. Là, ừ. Dạ. Thì nếu mà mình lại không nhiều mình có thể lên giá không chú? Lên nó khó bán nó. Dạ. Nó chê. Lên thì khó bán. Ừ, nó chê, có người tao biết được. Dạ. Không cảm có người nó chê. Bởi vì cái mắm kho là một cái món gọi là xứ sở của Châu Đốc mà. Nó nhiều lắm nó thịt rồi cá rồi ba gỏi rồi tùm lum. Dạ. Đây là khách ăn mắm chân thêm 10.000 nhiều lắm quý vị. 10.000 chú vẫn bán bình thường nha. Khách mua heo quay kho nhiều lắm. Đây. 35 phải không? 25 chú. 30.000 đi. 25 mà ăn sao được có chút xíu à. Ăn sao? 25. Ừ, phải không? 25.000 dạ. Không được. Heo quay nó hơi mắc chút xíu.
Cái này là thịt heo quay rồi mình giờ mình mới dạng như là chú quay nhà sao chú? Mua rồi chú về chú nấu lại. Dạ. Nấu lại với cải. Nó bỏ mối cho mình mỗi ngày đó. Dạ. Ở đây mua đồ ăn về rất là nhiều luôn á. Đây là khách mua 20.000 cá này. Cơm hay đồ ăn? Cơm. Cá nào vậy? Cái này. Cái này chú trưng cao lên vậy đó, nhìn nó rất là sạch sẽ luôn. Chú đây chú bán với ba người con gái, ba chị phụ chú. Gấp rau đồ xào quý vị. Chị là mình nhận cái nhiệm vụ ở bên đây hả chị? Cơm với nước súp hay gì chị? Lấy tiền hả? Dạ. Chị là con gái thứ mấy của chú Quyền chị? Dạ, chị là chị cả ha. Chị là ở khâu bên đây quý vị, cũng như là rất là đông nên các chị phải chia nhau. Chú Quyền thì bán thì không có mướn người gì hết, chỉ đơn giản là ba cô con gái của chú, phụ chú. Chị đây là chị hai thì lo nồi cơm. Ở ngoài quý vị nhìn khách là rất là đông luôn. Còn bên bển là chị ba với chị Út ha chị hai. Rồi dạ. Dạ còn dạ con không mua con. Lúc này là khách là đông nghẹt luôn quý vị. Quán của chú Quyền bán ngay trung tâm của thành phố Châu Đốc quý vị. Nằm gần chợ Châu Đốc luôn, trên đường Thủ Khoa Nghĩa nha quý vị. Quý vị nào có dịp về thành phố Châu Đốc á thì ghé số 198 đường Thủ Khoa Nghĩa của thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang để cùng thưởng thức những món gọi đặc sản của miền Tây không á. Chú Quyền bán phải nói là cái khẩu vị ở đây á chú Niêm kiểu như là rất là vừa ăn nên cái lượng khách hàng rất là đông quý vị. Bên ngoài đây á có một cái nồi súp ở đây nè. Nồi súp ở đây là sẽ có là canh thì sẽ có là canh khổ qua quý vị. Ủa chị hai, ở đây em thấy có một loại canh hả? Cho mình canh khổ qua, có canh gì khác nữa không chị? Dạ vậy là canh này chắc cũng đổi món thôi chị. Dạ dạ. Chú Quyền là có truyền nghề nấu nướng rồi lại cho chị hai hết trơn chưa chị? Vậy hả? Vậy là chị cũng sáng chị cũng phụ chú làm đồ ăn ha chị ha. Dạ dạ. Ở trong nhà lượng khách nè quý vị, nhìn cũng có đông luôn. Ở đây thì chị hai múc cho khách hai khúc khổ qua quý vị. Khúc khổ qua như vậy mà có 10.000 khúc hả chị? Dạ 10.000 thôi, bao rẻ. Rẻ thiệt luôn á. Này là cái nồi súp nè quý vị. Ôi ôi. Ồ, có xe lên cho quý vị xem nè, có củ cải muối nè. Ôi, khúc khổ qua để dưới nè quý vị ha. Đây. 10.000 đồng. Cái này là mình nhồi chả cá với thịt hay chị? Chả cá này là chả cá gì chị? Dạ. Dạ. Nói chung là ở đây đồ đạc ở đây là cũng đồ xong đồ đồng nhiều lắm quý vị. Ở đây thì có chị hai thì ở chung với chú, phụ chú cũng như là nấu nướng quý vị. Ở nhà chung. Còn hai chị ba với chị Út thì ở gần đây ha chị hai ha.
Dạ, đây quý vị. Lúc nào cũng nóng hổi hết. Tôm nãy giờ dạ, bán cũng hết gần phân nửa quý vị. Chú sẽ trang trí đồ lại, xếp lại cho gọn lại. Chú tỉ mỉ lắm, chú từng cái chi tiết nhỏ luôn, những cái gọi là đồ ăn á, chú để trong mâm phải gọn gàng, ngăn nắp hết trơn luôn. Quý vị nhìn nè, từ một cái món đồ ăn nhỏ thôi chú cũng để rất là gọn gàng, cho thấy một cái quán chú quán rất là sạch sẽ, ngăn nắp á. Chú để cao lên là chú sợ bụi bay lên ấy, chú để cao lên. Dĩa cơm vậy đó, sẽ có miếng đồ xào, miếng rau. Rồi nếu mà biết cách ăn cá kho lạc thì có đây là có xoài sống nè quý vị. Đây. Xoài sống nữa. Cắt ra rồi một con. Cá này có cá tôm bà. Lóc. Không có lóc đâu mà. Đây có cá lóc kho bầu, cá lóc kho tiêu, cá ba xoài. Thấy chú Huyền chăm chút và tỉ mỉ từng món ăn cho dù một chi tiết nhỏ á chú Huyền. Cho người ta nhìn ta thấy cái vừa đập mắt đó. Dạ. Nhưng mà con nhìn con thấy cách chú làm nhìn rất là ngăn nắp và gọi là sạch sẽ, không có dính, mà gọi là nhìn cái tủ là không có thấy là bận dơ hay là bụi bặm chứ á. Cho thấy là chú làm phải nói là rất là kỹ luôn á. Từng một cái chi tiết nhỏ luôn á. Nên quý vị ăn cơm của chú Huyền là cứ yên tâm. Đây là một dĩa đầu cá lóc kho lạc, phải không chú? Cái này đầu cá ba sa. Này đầu cá ba sa hả? Hải khách kêu đầu cá lóc hay gì á? Nó kêu đầu cá lóc. Phải không? Vậy hả? Làm gối đồ hình. Giờ này là đây 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 là cá lóc quý vị. Dạ cá là hộp cơm mang đó chị. Cái đầu gì nhiêu tiền chú? Cơm luôn ấy là 30.000. Dạ. Con nghe hú ba sao đó ba. Quay kho cải rất là nhiều luôn. Nó nghĩ dễ ăn á. Dạ. Tại vì hay quay nó hơi mắc á, ăn nó lỡ đó. Đây là cách gọi cái cứa. Cái này mà hâm nóng quá nó dễ chịu, dễ bể hay chân. Chứ nãy giờ không có ấy, tại nãy giờ là múc ra không à. Tại mình hâm sôi á. Nó cho người ta đi. Cái món này đặc biệt lắm á, chú làm hấp dẫn lắm. Đây nè quý vị, ôi ôi quá xa. Dạ. Xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng ẩm thực phố. Ẩm thực phố xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.